gái gì cũng cáo mình hết. Nó đẻ nhiều nuôi nhiều à. Đẻ nhiều tốt. Nó nuôi không nổi tôi nuôi phụ cho. Hay quá. Hay quá. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chú Huyền Linh, em chào chị Nam Hơ và chào các vị khán giả có mặt tại đây. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi bây giờ nè, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phan Thị Ngọc Hạnh. À, em 25 tuổi, em đến từ Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Trước đây em là giáo viên mầm non và hiện tại thì tạm thời em đang ở nhà và chuẩn bị cho việc kinh doanh mới của mình tại nhà. Mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào, chào chị Nam Thư và dạ, chào bạn nữ bên kia và toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên Đặng Trăng Toàn, em 25 tuổi, quê em ở An Tâm. Hiện tại thì em đang là nhân viên IT, đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Được, dễ thương. À, ưu điểm và khuyết điểm của em nè. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn ngon. Nhưng mà em chỉ làm được thức ăn như món rau xào hay là gì dời rau thôi. À, còn thịt cá là em ít ăn cho nên là em không có đụng tới, nhà thì mẹ làm. À, em thì yêu trẻ con, thích người lớn. Em có nhõng nhẽo không? Dạ em cũng hay nhõng nhẽo lắm. Trời, nghe giọng là thấy nhõng nhẽo dạ. Rồi khuyết điểm của em là thức khuya, Facebook nhiều cũng như là hay sống ảo nữa. Hình trên Facebook và ở ngoài thì em khác nhau hoàn toàn, không giống trên Facebook. Trời ơi, nay gặp em cũng thấy bỡ ngỡ và hết hồn mà chạy đi hết. Xài, em xài app đó hả? Dạ đúng rồi. Tất cả các hình trên Facebook của anh Linh đều là app. Anh dạ, là xài app tới app chảo luôn đó em. Rồi mời em trai. Ưu điểm của em là biết quan tâm người khác, giữ lời hứa, có trách nhiệm trong lời nói. Tốt. Còn khuyết điểm của em là ít nói, ngại tiếp xúc với đám đông. Có sống ảo không? Thi thoảng thôi anh, chứ cũng không sống ảo lắm. Có dùng app không? Dùng app thì tất nhiên phải dùng rồi. Rồi mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Toàn. Em có một mối tình thời lúc sinh viên. Còn dạ, em, bạn nữ Hạnh? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất là lúc đó em mới vừa ra trường, mới tốt nghiệp, mới 18 tuổi thôi. Cũng có bạn trai kêu lập gia đình cùng anh ấy. Rồi về nhà thì anh ấy nuôi thôi, cho ở nhà ở không. Em thích đi làm cho nên là buộc phải chia tay anh ấy. Mối tình thứ hai của em á thì tối ngày chị 24/24, mỗi lần gặp em đi cà phê đâu đó thì anh đều ấy đều chơi game. Mê game hơn mê em. Dạ. Em thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao 1m7 trở lên, tại vì em là cao 1m57 rồi. Dưới 1m7 được không? Nói chung là mét cũng sáu mấy, gần 1m7 chứ hấp quá em cũng không thích lắm. Người đàn ông thì biết ăn bặn, đầu tóc gọn gàng, không hói, da thì vừa thôi, không đen. Dạ em sợ nhất là hói, tại thầy đi học là thầy hói là em không thích. Chào cô gái, mắc mới gì hói không thích. Em không biết anh, em nhìn dị ứng là sao á. Hói dị ứng hả? Không, anh Linh là hói ít. Thầy dạ, em giỏi không? Dạ dạ giỏi. Thầy dễ thương không? Dạ dễ thương. À, thấy không? Dạ, mấy người hói người ta dễ thương, chân tình, giỏi này kia sao không thích được. Dạ. Hói người ta có tài dễ sợ luôn vậy đó. Nhưng mà anh bên kia có bị hói không anh? Em cũng run sợ qua anh ai. Run sợ hả? Dạ, không biết anh nó bị hói, răng anh có bị đen hay xuyên sổ. Trời ơi, bà này bà lo sao quá, làm gì có vụ bây giờ mà còn răng đen này nọ hói nữa. Nó cố tình làm hói rồi sao? Cố tình cạo sát luôn rồi sao? Không, cạo sát cao đẹp thì chịu. Thôi được rồi, không có hỏi đâu cô. Dạ, dạ. Giờ cái mẫu người lý tưởng của em có không? Dạ có. Em hay coi Hàn Quốc nhiều nên em thích anh Lee Min Ho. Trời ơi. Anh này có không có Lee Min mà có Ho được không? Dạ. Nói chứ anh này đẹp trai. Anh thấy nãy giờ đưa ra tiêu chuẩn như em thấy được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ chắc em cũng được có 20% thôi anh, 20% thôi anh. Nhiều. Vì em thấy cổ yêu cầu cao. Yêu cầu cao hả? Dạ. Yeah. Chào em. Yeah. Trời ơi, dễ thương nha. Không hói nha. Nhiều nhiều tóc hơn anh Quyền Linh nha, yên tâm. Trước giờ mới yêu có một người hả? Dạ. Yeah. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là sao? Dạ yeah, thì cao cũng trên mấy 55 là được rồi chị. Ừ. Tóc dài, răng không bị sâu răng. Ủa là ví dụ răng có ai sâu mà nhìn vô mà thấy liền đâu? Giờ dễ mà. Đúng rồi. Sâu răng thì đi làm răng 30 giây. Sâu răng thì mình dễ bị xa cách lắm chị. Mình dễ bị xa cách lắm chị. Em thích mẫu người thơm tho á chị. Ừ dạ, thơm dữ. Yên tâm nha. Dạ. Mình em giải quyết. Có bị súng một cái răng anh.
Nhưng mà tại vì em không chơi làm găng, sợ bị nói chung là gắm một cái găng vô sợ bị ảnh hưởng đến não á, sợ bị chết cho nên là mẹ không cho làm. Rồi, được rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với ba của em. Có bà nữa ha. Rồi, chào bác. À, xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC Nam Thư. Dạ, chào bác. Xin chào tất cả khán giả trong đường quay. Tôi là phụ huynh của cháu Toàn. Nếu nhìn nhau mà cảm thấy có ấn tượng hay thiện cảm gì thì hai con nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tôi nhìn thấy thì tôi thấy cũng được. Nếu mà hai đứa có đến được với nhau á, nếu mà có con cái rồi thì cứ đem về cho ông bà. Ông bà sẽ nuôi dùm cho. Trời ơi, sướng quá vậy nè. Hạnh, em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bà ngoại, với cô, với hai bạn của em. Dạ, con chào ngoại. Tôi thấy cháu tôi tìm hiểu bạn trai nó, tôi thấy này cũng được á. Nó có hói chút được không? Hói sơ sơ không sao. Được á thì mình kết hợp nhau cho nó sống, để bà ngoại còn sống tìm hiểu được cháu mình, phải không? Yeah. Hai đứa hợp mà hai đứa xứng nữa. Ngoại muốn có cháu trai hay cháu gái? Trai gái gì cũng cháu mình hết. Nó đẻ nhiều nuôi nhiều à. Đẻ nhiều tốt. Nó nuôi không nổi tôi nuôi phụ cho. Hay quá. Hay quá. Bây giờ mình mở rào ra cho hai trẻ gặp mặt nha. Xin mời. Rồi đó, Toàn với Hạnh. Chào anh. Đây. Em chào anh. Có cái hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Dạ. Đứng đó, đứng đó, hai đứa đứng kế đó. Kiểm tra răng đen, răng súng, răng gì đó, răng sâu gì. Coi cái vợ tóc có hói gì không? Coi cho kỹ nha chưa. Dạ. Ui, anh mới tóc bạc kìa. Ừ. Anh già trước tuổi mà. Dạ, nhờ em lại nha. Nhờ cho giống em nha. Ok. Hai bạn mình ngồi xuống nha. Hiện giờ em đang làm công việc gì? Trước đây em giáo viên mầm non, nhưng mà hiện tại em ở nhà. Em định sang lĩnh vực mới, kinh doanh tại nhà như một quán trà sữa đó anh. Toàn anh có thể gặp em được mấy lần? Mấy lần cũng được anh, tại vì mỗi tối em rảnh mà. À. Dạ, anh không lên quá. Em được thì em chạy lên anh. À, được rồi. Em để coi thì thích trai hay gái? Em thì con thích con gái đầu lòng hơn. Em thì thích đẻ nhiều con. Anh thì anh chỉ muốn một đứa thôi. Một đứa thì nhà buồn lắm anh. Dạ. Ít nhất nhà phải có trai có gái. Dạ. Em muốn bao nhiêu thì để bao nhiêu thôi. Dạ, mẹ chồng anh có nuôi nổi hay không đó. Trời ơi, mình còn bà ngoại với lại ông nội đúng mà rồi. Trời ơi. Mình nuôi không nổi thì đem cho ông nội, bà nội nuôi. Lo gì đâu mà. Chị bây giờ em gái hát bài nào đó tặng cho đúng đàn rồi. Trai cái đi. Hôm nay đến đây em tặng cho anh một bài hát về mầm non ha. Okay. Múa tặng anh bài. Thôi anh lên múa cùng em đi. Anh đâu biết múa. Anh biết hát bài múa cho mẹ xem không? Không biết, nhưng mẹ múa đợi. Mẹ múa theo em nha. Xẹo bàn tay ra. Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Trên cành hồng. Yeah. Yêu cầu bạn trai phải cao 1m7 trở lên đúng không? Đúng rồi anh. Thấp hơn. Nhưng mình chứng minh cho bạn gái là mình khỏe đi. Bây giờ thì tay của tay em cũng hơi đau. Em cũng có thể tập tạ thôi, nhưng mà tạ nhỏ nhỏ thôi anh. Giờ không có tạ. Giờ chứ của tay em hơi đau, em hít đất không được anh ơi. Không có đất luôn. Không có đất nữa, đất gì? Tạ luôn. Em đụng anh, em đụng anh. Em đụng anh. Ẩm liền, liền. Thôi đi. Thử quá ẩm luôn. Bông liền. Dù phải bông luôn hả anh? Ừ. Trời ơi. Nổi không? Thôi mắc. Rồi. Thôi làm hiền anh. Đó thử coi. Gì vậy? Bông. Hốt ngang vô, hốt lên. Bế luôn hả chị? Bế nổi không? Vợ anh té em. Mắt ông té nghệ. Trời ơi, mình phải làm sao để cái mình hốt mà không té chứ. Con xin phép má, xin phép cô cho con được hôn em. Cho con được hôn em. Ta kêu bế mà ông qua ông xin hung luôn là sao? Cho đốt cháy giai đoạn mới vậy. Xin phép hết rồi, hung hỏi em. Chịu anh hung không? Hỏi người ta cho không kìa. Em cho phép anh hôn được một cái không? Anh hôn ở đâu? Hôn má.
Không má hả? Ừ. Không phải được. Yeah. Em thích cô ấy không? Dạ có anh. Cô gái có thích chàng trai không? Dạ có. Vậy thì 1, 2, 3. Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi nào. Hình như là hai đứa này nó gặp đâu rồi đó. Đúng rồi. Hả? Em có nói gì với bác trai bên đây không? Bác trai ơi, cho con được hôm nay được quen biết với bạn. Ồ, em quên hỏi anh tên gì rồi. Anh tên Toàn. Anh tên Toàn. À, để được làm quen, nếu được thì hai con sẽ tiến tới hôn nhân cùng anh ấy. Đây là vé xem phim của cầm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Nhưng đầu tiên hai đứa hôn nhau một cái, bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau rồi nè. Hôn cái đi. Rồi bạn gái hôn bạn trai cái đi. Hôn dễ thương. Chúc mừng hai bạn. Có gì mình nhấn nút đỏ đi ha. Nút gì? Hẹn hò trước đi, tiên tiếp chứ chị. Cái này là bạn muốn hẹn hò nha. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý là làm bạn trai bạn gái nhau. Để tìm hiểu, để tiến xa hơn, chứ phải nhấn nút về làm bạn kém gió đâu nha. À, chào em tên là gì? Dạ, xin chào quý vị khán giả và em chào chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Kim Hồng. Em năm nay 22 tuổi và em đến từ Tây Ninh. Mời bạn nam của chúng ta. Mời bạn nam. Chào anh Hùng ơi. Chào bạn. Em tên là Phạm Quốc Dũng. Năm nay em 23 tuổi. Ê, 24 tuổi. Tuổi mà có ê là sao bạn? Tại em run quá chị ơi. À. Em đang là kỹ thuật viên điện lạnh. Tức là làm cho máy lạnh nữa hả? Dạ, dạ. Sửa chữa máy lạnh, tủ lạnh. À, bạn quê ở đâu? Dạ, quê em ở thành phố luôn. Thành phố luôn. 20 mấy tuổi, đẹp trai thế này, tập tạ hả? Có chơi tạ hả? Dạ. Chơi lâu chưa? Mới chơi thôi. Ủa, bộ đô lắm hả? Đô Linh? Lắm. Có mấy người yêu rồi? Dạ, chưa có người yêu. Từ xưa giờ? Từ xưa giờ chưa có. Thiệt không? Thiệt. Sao đẹp trai mà không có người yêu? Tại vì nói chung là tại em học với lại công việc của em làm toàn với nam không à. Thôi đi, nhiều khi có khuyết điểm gì đây nè. Tập tạ khi nào tập trung nữ không? Đó kỳ quá. Kỳ quá. Có mà. Trong cái phòng nữ tập tạ nhiều lắm à. Có mà em cũng không có tiếp xúc nhiều. Nhát hơi bị nhát chút xíu. Đó là lý do tại sao bạn ế đó. Ờ, còn bạn nữ em học sinh viên thì trời ơi, bạn bè sinh viên trong trường thiếu gì mà tại sao mình không tìm được cái người bạn trai cho mình mà phải nhờ đến chương trình? Thứ nhất là do có lẽ do em quá kén chọn. Với lại toàn ở trong đó toàn mấy bạn cùng ngành với em không à. Mà em thì không thích trai cùng ngành. Sao vậy chứ em thích trai ngành gì? Thường thì em thích mấy người làm về liên quan nghệ thuật. Ví dụ em thích như mấy người bán hoa, bán shop, bán cà phê. Trời đất ơi, học hành luôn. Thôi giờ tôi thấy gì đều vụ này lạ. Mình là mình có học đại học thì mình cũng thường thường ta muốn tìm cái người là học cao hay gì. Sao tự nhiên tìm người thích bán hoa, bán cà phê là sao em? Tại vì em thấy cái đó nó vui, nó thú vị. Với lại em thấy mấy người mà học chung với em á toàn là cứng nhắc, tính toán, chi li. Nói chung là cái gì cũng tính đó chị. Chứ là em không thích lấy chồng về mà chung ngành. Mất công lỡ sau này ly dị mất công tính toán dữ lắm. Cái gì chưa lấy chồng mà tính cái chuyện ly dị được cô? Cái gì kỳ cục vậy? Quan điểm này lạ. Trời ơi. Em giờ ví dụ như lấy vợ mà vợ bắt mình bán cà phê, bán hoa em chịu không? Chịu đó anh. Hả? Chịu không? Bán buôn bán cũng có lời chứ. Nhưng mà em thích bán hoa không? Cũng được anh. Chà, em bán hoa chắc hợp lắm à. Anh để em hỏi bạn nữ là vậy, lý do ngày hôm nay tại sao em lý do em tìm đến chương trình? Dạ, cái đó là do mẹ em. Ủa sao do mẹ em? Tại vì mẹ em xem, mẹ em nói chương trình này có nhiều cái vui, cái thú vị. Với lại mẹ em nói là tại vì ở trong trường thì em quen nhiều. Nên mẹ em nói cái này chắc người không quen chắc cứ hợp hơn với em. À, là ở nhà cũng mong muốn em tìm được người bạn trai tâm đầu ý hợp để tiến xa hơn đúng không? Nói chung nhà em sợ em ế lắm đó. Lỡ mà ra trường rồi là không quen ai là ế chắc luôn. Rồi ơi. Rồi vậy bản thân em thì em thấy em có những ưu điểm gì? Ưu điểm của em á, nó nhiều. Rồi, gì nữa? Em rất là thẳng tính, thích đi chơi. Cái đó là ưu điểm đó hả? Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không biết nấu ăn. Rồi mai mốt hai chồng lấy nhau về là ai nấu? Ví dụ sau này em có chồng thì em sẽ đi học nấu ăn, hoặc là không thì em về em mướn người nấu. Rồi, mướn người nấu rồi tiền đâu trả? Gọn luôn.
Ồ, ba tính lạ chịu không, chịu không em? Thôi để anh nấu cho. Biết nấu không mà đòi nấu? Không biết nấu mà cũng nấu đại đó. Nhưng mà có vợ mà chồng đi nấu vợ coi cho vợ ăn có kỳ không? Bình thường thôi. Vậy đâu kỳ, anh lên thì ai biết nấu thì nấu thôi. Công việc thì mình làm xong mình về mình gánh gỏi làm gì mình phụ thôi. Đúng rồi. Giờ về giặt tả cho con bú này kia làm được không? Con bú thì chắc không được rồi. Còn giặt tả thì không được, giặt được. Không được, bình thường tôi xưa giờ cho con bú hoài gì đâu. Bú bằng chai thì được. Ờ, chứ nói bú bằng gì. Trời ơi đất ơi. Chỉ tầm bậy tầm bạ không à. À em, hồi đó giờ em có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình. À, những bạn trai đó làm sao? Dạ một bạn của em á là em với bạn đó chia tay là do bạn đó đi du học. À. Còn một bạn nữa là do gia đình hai bên không chịu nhau chứ phải là hai người không chịu. Ờ. Rồi bây giờ là ngoài hai bạn đó ra rồi bây giờ là người bình thường mà không có chơi chung em từ nhỏ là coi như giờ không có cua em được. Dạ cô không phải, nhưng mà em thích mấy người nói nhiều á, vô trên gió với em. Rồi là ai nói ai nghe, một người nói phải có người nghe chứ giờ hai người. Hàng xóm nghe chị. Vậy em thích cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy cái người mà thích cái người mà đàn con trai mà nói nhiều. Cô này cô có nhiều cái tiêu chuẩn lạ, cái bằng lạ kinh khủng luôn á. Rồi còn về ngoại hình. Cao. Cao nhiêu? 1m7 trở lên, tại bồ em từ dư tới giờ toàn cao luôn, toàn 1m7 trở lên không? Sao tự nhiên mình kiếm bạn trai mới mình so sánh với bồ cũ là sao? Không phải, tại vì em thích cao chị. Lỡ sau này về có con nó cũng cao được xíu. À, cô có mẫu người lý tưởng nào không? Nếu mà em thích thì em thích Bình Minh, anh Bình Minh. Không biết ảnh có thích em không nữa để dạ hỏi ảnh thôi. Rồi cái gì ở điều đàn ông mà em không thích? Dạ em ghét những phút thuốc. Với lại mấy người mà tối ngày la cà quán xá. Với thêm cái nữa là tối ngày nói chuyện nhau mà tối ngày cứ người ôm điện thoại, người ôm iPad là em không thích cái đó. À. Thôi bạn nãy giờ sao? Sao đây? Bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn như vậy, bạn thấy mình có cái nào không? Cao nhiêu, cao nhiêu? Em có 1m66 à. Được không em? Bớt vài phân đi. Kén quá. Bên đây lắc đầu rồi đó Linh. Không, gặp là bảo đảm chịu thôi. Bên đây đẹp trai lắm. Phải không, phải không? À, bạn có nhiều chuyện không? Dạ, cũng không nhiều chuyện. Không nhiều chuyện lắm. Dạ. Mẫu người phụ nữ bạn thích là như thế nào? Nói nhiều hơn em. Rồi, có luôn. Dễ thương. Có luôn. Độc và lạ. Độc có luôn, lạ bây có giờ luôn. Em thấy lạ không? Quá trời lạ. Bây giờ luôn. Độc lạ, đưa tiêu chuẩn thấy độc lạ rồi. À, hơi tưng tửng tí. Tưng tửng. Có luôn. Tôi chưa có nghe hai cái cặp này lạ lùng. Một người á, trời ơi, người thì đòi bạn trai nói nhiều, người thì đòi bạn gái tưng tửng. Gặp của tửng tửng cỡ nào em? Tửng thì cũng vừa vừa thôi. Chi vậy mà tự nhiên xin chọn bạn gái mà tưng tửng chi vậy? Đi làm về có gì đó vừa vui đấy. Ủa chứ ví dụ là tửng tửng sao vui đâu em? Thì về chọc ghẹo rồi này nọ vậy thôi. Ờ à, vậy hả? Em, tới giờ cơm cái họ tưởng đó đó nữa để người ta đang nói chuyện người ta khai thác đây nè nè, có nghĩa là giả tỷ như tưởng tưởng là đi làm về đáng lẽ dọn cơm nấu cơm ăn mà không có thấy nấu cơm, có thấy quậy thao xà bông ngồi thổi bóng chơi vậy đó hả? Dạ. Là vui hả? Vui hả? Ủa lấy bạn gái về là vui thôi hả? Mua vui thôi hả? Dạ. Còn không thích cái gì nữa, có điểm nào không thích nữa không? Không thích nha, chứ thích thì tưởng tưởng là hiểu rồi đó. Nói chung là không thích là người quá nó gió quá nhiều. Ví dụ như là bữa đó đi chơi với người khác thì cứ nói em thiệt, em cho đi chơi thôi chứ đừng nói là bữa đó trong công ty có việc là em không thích. Có nghĩa là anh ơi, anh bữa nay có thằng kia trong công ty nó tán em, rủ em đi coi phim, cho anh cho em đi coi với nó là cho đi. Dạ. Hèn chi mà thích bạn gái tưởng tượng. Vui không em? Vui hả? Hợp không? Chị cũng quan trọng mình tin tin bạn thôi đúng không em? Đúng rồi, đẹp trai mà thoáng này dễ có người yêu lắm. Vui vui dạ, lắm. Chào anh. Vui không? Dạ vui. Cười lớn cái coi. Cười cũng độc nữa nha, cười lại cho 2, 3. Cười lạ lắm á. Nãy giờ mà em nghe nói bằng bàn tay mình, em cảm nhận như thế nào? Em thấy bạn đó vui. Nếu về chém gió được quá tốt. Còn không chém gió được là không yêu đúng không? Cái này lạ ha. Yêu phải chém gió. Không, cũng dễ thương lắm, có duyên á.
Không, em có mình đang quen đúng bạn trai cũng quen á. Đó giờ có nào mình đang quen à, bạn trai cái mình xin ảnh cho mình nghỉ chơi ảnh mình đi chơi người khác một chút về lại không? Mấy người bạn em quen là toàn quen hết luôn, là quen chung hết luôn á, nên đi chơi ai cũng được hết. Ủa là kỳ vậy? Vậy là ai mới là người bạn trai chính? Không phải, tại vì mấy người bạn mà em quen á thì bạn trai em cũng quen luôn nên... Nhưng mà tự nhiên đi chơi với người có bạn trai rồi mà đi chơi với người trai khác bình thường đi hai đứa vậy hả? Dạ không, đi chơi là nguyên đám. Tôi hỏi đi riêng kìa. Dạ đi riêng cũng có. Không mấy cho mở màn lên là hai bên nói chuyện đi chứ hồi em thua rồi đó Linh. Rồi kéo màn lên. Bạn trai đi một người thôi chứ. Tại vì quen quá nên đi cũng không sao hết. Không rồi. Sao đi đi có sao đâu, quan trọng là mình thôi. Đi chơi đâu có bình thường mà. Rồi chém gió. Thôi cười. Rồi chém đi. Bạn. Chào bạn. Có quà tặng bạn. Dạ cảm ơn. Chém gió cũng ra lằn dữ. Anh ơi cho em hỏi nhà anh ở quận mấy? Dạ anh ở quận 4. Dạ anh có thích lên núi sống không anh? Nếu được thì cũng lên. Ủa sao lên núi chi vậy em? Dạ tại vì quê em ở Tây Ninh có núi Bà Đen. Sống trển quen rồi. Không mà anh thấy em đi chơi vậy là em đi chơi với bạn chung luôn. Dạ không sao, anh có mang bạn ấy nữa là anh dẫn theo chơi cho vui. Ủa làm sao trời, cái gì vậy trời? Không cái đó em chịu. Không cần vui vậy thôi. Có gì mình nhấn nút đỏ đi ha. Chị hẹn hò trước đi, tiên tiếp chứ chị. Cái này là bạn muốn hẹn hò nha, nhấn nút có nghĩa là đồng ý là làm bạn trai bạn gái nhau để tìm hiểu để tiến xa hơn chứ phải nhấn nút về làm bạn chém gió đâu nha. Nha nhìn kỹ là bạn chém gió giờ là bạn gái được mà chị. Bạn gái là khác nha, còn cái bạn bình thường bạn con gái là khác nha, cái này là người yêu nha, suy nghĩ kỹ à. Không em thích chém gió. Thế nãy giờ người cười hoài rồi phải không? Ở bên nhà mình hẹn hò nhau đâu, mình chém gió ở đâu? Thích thì em thích đi sở thú. Bây giờ cảm nhận đầu tiên dành cho người bạn trai sao, thấy được không, hợp gu nhìn không? Nhìn kỹ anh chưa, nhìn kỹ vô đi. Theo về bề ngoại thì em không thích. Ủa sao vậy, đẹp trai mà sao không thích? Nói chung là em thích con trai mặc áo sơ mi. Rồi xong luôn. mà chị hỏi thiệt, em có thích người đô con vậy không? Dạ nói chung em thích. Thích thì được rồi, còn cái áo bên ngoài nó chỉ là che cái là thôi, cởi ra là nó giống nhau hết chứ cái gì đâu mà có cái áo thôi à. Chị tưởng là em không có thích cái người tập tạ đô như vậy ha, không chứ còn nếu mình thích cái người tập tạ đô như vậy một hồi xuống đổi áo mấy hồi khó quá à. Không như là em thích một điều nữa, em thích một chai áo sơ mi màu hồng. Được không, được không? Tại sao thích màu hồng? Tại vì em cũng không biết nữa, nhưng mà em thấy bạn em ai mặc áo sơ mi màu hồng cũng nhìn cũng đẹp hết. Trai mà áo màu, mặc áo màu hường có vấn đề á. Muốn mấy đứa con? Em hả? Em thích một đứa. Sao con đứa à? Nói chung là em sợ đau. Đứa được không? Đứa được à. Hết giờ. Cười hoài vậy trời ơi, bớt khó nha. Rồi còn để tay nút đi các bạn. Thấy dễ thương quá trời luôn à. Chúng ta đến đây để chọn bạn gái và tiến xa hơn nữa. Các bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi mời em. Thấy bạn thích nhiều ở bên chàng trai lắm nè, mà sao không nhấn nút? Chắc là do bề ngoài. Hay là sợ đau? Chắc cả hai. Bề ngoài tại sao, bề ngoài sao? Là không thích cái áo này thôi đó hả? Chỉ vì không thích cái áo mà không chọn một con người. Còn bạn cảm nhận như thế nào khi mà người bạn gái không có chọn mình? Dạ cũng bình thường thôi chị. Nên cho em tới đây em kiếm được thì vui, còn không kiếm được thì thôi. Có tiếc nuối một điều gì không? Dạ cũng không. Nếu bây giờ cho bạn nhấn nút lại, bạn có nhấn nút đỏ không? Dạ không. Không luôn. Nói chung là cái gì mình quyết định ra thì không hối hận. Đúng rồi, cái đó là cái cảm nhận. Có thể là ở cái nhìn đầu tiên mình chưa có cảm nhận được một cái sự đồng điệu với nhau, cho nên là chúng ta đã không nhấn nút chọn nhau. Nhưng mà không sao cả. Cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và hy vọng rằng tương lai rồi hai bạn cũng sẽ tìm được cái một người của mình ở đâu đó ha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi đi em trai. Xin mời nhà gái.
Chào bạn, mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em là tên là Bành Minh Quân. Năm nay em 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ, xe 7 chỗ đến 16 chỗ. À, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À, rồi. Dạ, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Lan. Em năm nay 36 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9. Quân có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Rồi em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Hồi đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Dạ. Rồi ra làm có thực làm có, bệnh viện không? Làm 2-3 năm rồi. À, ở rồi. Bệnh viện Việt Thắng mình. Rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ. Nay thì em ở nhà với ai? Dạ, em sống với ba mẹ với lại bà chị nè. À, bà chị có gia đình chưa? Có rồi. Có rồi. Vậy là lấy vợ vậy có phải làm dâu không hay là có cho ra riêng? À, em thì chị em có căn hộ á. À, nó cho em nửa căn rồi. Còn nửa căn em đang chạy em làm em góp. Em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được luôn. Rồi. Ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ, chị trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn. Làm tổ ấm cho riêng mình. Gần hết rồi. Gần hết luôn hả? Trời, giỏi quá. Trời ơi, nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó. Vậy là có gọi là cơ ngơi sẵn rồi, chỉ chờ đón cô dâu thôi đúng không? Chờ lên xe thôi. À, lên xe, xe có luôn rồi. Trời ơi, có hết rồi. Có, để ngoài kia rồi. Quyết điểm em thì em nói chung em một em có hút thuốc á, 4 ngày em hút cỡ 1 gói á. Là hút thuốc. Với lại em có cái tính em cũng hay quên. Em hay quên trước quên sau. À, dạ. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn nó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Có khi nào mình chở khách đi cái mình quên đón khách về không? Không đâu chị Ngọc Lan ơi em. Cái đó không có, có đuổi luôn à, đuổi luôn à. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Dạ. Rồi em cũng thấy là giống như là cái khuyết điểm của em á, khuyết điểm của em thì hơi giống như là hơi khó tính một xíu, tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á, giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Dạ, nhưng mà em cũng thấy là cũng không đến nỗi như vậy. Tại vì nhiều khi nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái mình khó tính vậy rồi, rồi mình bao nhiêu mối tình rồi. Dạ, chính thức dạ em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à, rồi em tự rút lui. Dạ, nói chung chưa đủ duyên đó. Dạ, em chính cũng thức 2-3 mối, chắc ngoài thức chắc nhiều mối nữa ha. Dạ, cũng có nhiều người thích em, nhưng mà cái tính em thì không có lăng nhăng. Tại vì em quen ai á, thì là em quen thiệt tình, chứ còn em cũng không có thích là bắt cá với lại quen người này rồi lại quen người kia để lựa chọn. Thì em quen một bạn trai thì em chỉ biết quen một trai thôi. Nhưng mà cái bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo dù dạ, đó đúng không? Đúng rồi. Dạ. Tôi hỏi bên đây có con người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn. Có em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Nhờ bỏ lâu rồi sao, 2 mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ xem luôn. Ủa sao mà chia tay 2 mấy năm luôn á hả? Em quen lúc 18 tuổi á. Đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ôi, quen mình... mấy năm? Dạ, quen được 2 năm, tính ra trường cưới nữa nè, nhưng mà qua quen bạn ấy 2 năm.
Đúng kiểu... em người Hoa, em nói mày sao cao cớ vậy nhưng mà nó thân mặt lắm. Ủa vậy hả? Em người Tàu. À. 2 năm mà sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đạo Phật. Nhà gái đồ chúa hả? Đồ chúa, rồi bắt em theo đạo á. Rồi em nói hồi đạo ai nói giữ đi, mà bên nhà gái khó tính quá. Cứ nói phải theo đạo mới được. Rồi là giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội thì sao quen, có gái đâu mà quen. Em học ngành y bộ đội mà. À. Giờ em mới học thêm. Học thêm đúng không? Nhưng mà lúc lái xe có gặp cô nào trên xe để ý này kia không? Không có đâu, mình lấy xe mình nhân viên anh, rồi mình gặp mấy người càng ship dữ không mà. Cái em có cái kiểu như là mình thấy mình giống như mình dớ không tới á. Rồi thôi mình im luôn, rồi đến giờ luôn. Rồi, bây giờ nè mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, không có nhà trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Chân thành tới mức mà nói mẹ có 1 căn bự, hơi bự rồi đó. Chị nhiều căn á. Gì nữa? Dạ, giống như là trong nếu mà có, phải có một mối quan hệ nghiêm túc, giống như là phải trung thực, giống như là không có bắt cá anh. Tại bắt vì gì em... ta 20 mấy năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt. Giờ 40 mấy tuổi rồi cũng mới cơ hội bởi bắt đâu. Đó, yên tâm. Còn gì nữa không? Có cái gì mà em không, em ghét được, em ghét ở đàn ông không? Ừ. Dạ, là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. Dạ, là với lại cái lăng vô tâm là... nữa, với lại vô tâm nữa thì em không có thích. Dạ. À, vô tâm thì để hỏi lại nha. Không, em ngành y, em tâm em... có trong năm nay tâm đức em có ngành y là tâm đức có lắm hả? Có mới học được á, mới học được ngành đó đó chứ đâu phải muốn học mà học chị. Để tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho quan tâm bạn gái mình là khác. Rồi em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Thiệt không? Thiệt không? Có không? Trước là em chăm sóc gì, chăm sóc xe của em vậy đó. Thôi, trời ơi trời, có ngày sách đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à, em kỹ lắm. Ngày nào chăm sóc phải kỹ vậy á, cũng lao chùm. Ngày nào cũng đem đi lao vậy hả? Tháng 10 này cực nữa nè, tháng 10 này cực lắm. Trai thú vị lắm. Thú vị thiệt. Tôi khóa nhà trai lắm á. Anh lành khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. Dạ. Con bấm tôi bấm á, tôi hơi trước. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Bà không bấm tôi bấm được không? Ờ, mấy con gà quả bị quýnh à. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu, nhiều người thích chị sao? Không quýnh à, ai đâu quýnh? Thôi đừng suối. Bà mối thì... suối dại không? Dành mối, đi làm mối không mà dành mối nữa. Chứ ông mắc cười quá à. Ông này dễ ở chung cười chết luôn á trời. Dễ thương á, có duyên lắm á nha. Thôi bây giờ mình vô vấn đề luôn đi. Ờ, mình đi với ai? Dạ, em đi với dì của em. Dì à, dì Út. Dì Út hả? Dạ, dì Út. Rồi chào dì. Dạ chào dì. Chú thấy nhà trai sao dì Út? Nói chung anh Quyền Linh thì mình nhìn bên ngoài thì thấy em cũng dễ thương, cũng vui vẻ đó. Nhưng mà khi mà nói chứ bây giờ nếu như mà bé Loan này nè, tính nó chân thành lắm. Mà nó cũng hơi khó tính đó là, nhưng nó không có giống như người ta đụng ai cũng quen. Nó chọn như là nó thấy không được là dù người đó có thích nó cũng lơ à. Cho nên nếu như mà em nghĩ là trong một cái phút mà có thời gian bao nhiêu á thì cũng không có tìm hiểu được hết đâu. Nếu như mà hai người cho nhau cơ hội đi rồi ví dụ như bây giờ nhấn nút đi, từ từ tìm hiểu, thì cái đó em nghĩ là sau này nếu như mà hợp tiến tới nó cũng hay. Còn không, nếu mà không có duyên thì cũng không sao đó. Em nghĩ vậy, theo em là vậy à. Chứ còn ví dụ mình nói chuyện qua đây nè, mình nói gì chứ mình cũng không hiểu hết được đâu anh Linh. Dục biết không, ở đây á nó gọi là duyên nợ. Nằm ở trong chương trình này nhiều lắm. Gặp nhau nhiều khi mới gặp nhau tuần sau đã kết hôn rồi, họ vẫn gọi là sống đến ngày hôm nay luôn. Duyên nợ ở đây rất là nhiều, lên đây là tin tưởng rất là nhiều luôn á. Thành ra Dục tin tưởng đi, cặp này mà lấy nhau á là ăn đợi kiếp luôn á. Linh thấy cái sự chân thành của cậu con trai bên kia cực kỳ chân thành luôn, có sao nói vậy. Mà 20 mấy năm không có lăng nhăng gì hết, không có yêu đứa ta lăng nhăng, người ta đã có nhiều quen bạn gái rồi. Lo làm ăn thấy không? Làm ăn còn gọi là không còn... Mẹ ta nói người ta bận đi nghỉ vụ, bận nghỉ vụ nữa mà đi bộ đội nè, xong rồi đi học y sĩ nè, học điều dưỡng nè. Mà học điều dưỡng á
là những con người rất là tận tâm, rất là chu đáo chăm sóc người khác. Thành ra dù cũng đừng có lo, tôi thấy là gì, mình tìm hiểu nó được á, dạ, là mình tới luôn. Dạ. Tại bên đây cũng không còn thời gian chờ đợi nữa, bốn mấy rồi. Dạ em cũng nghĩ vậy, em nghĩ là nếu như mà có cơ hội thì hai người tìm hiểu đi, còn có chuyện duyên nợ thì em nghĩ nếu mà tốt đẹp là cũng hay lắm. Dạ, dạ. Ý em là vậy, còn cần sự quyết định là giữa bé Loan với anh. Dạ dạ. Rồi. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Em đi với mẹ với chị em á. Trời ơi. Xin kính chào MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Dạ. Những người có hâm mộ nhất. Dạ. Lúc nào cũng coi chương trình Quyền Linh và thương Quyền Linh lắm. Cảm ơn nha. Bữa nào Linh tới nhà nhớ đó. Dạ. Hai đứa có gì rủ đến nhà chơi. Dạ. Ra mắt nha. Có làm nem chả gửi Quyền Linh đồ hết á. Ui vậy đó hả? Dạ có chút xíu ra lấy. Trời vậy mấy nhỏ này nó giấu nó không đưa hết trơn. Mà giờ cô là mẹ của Minh Quân. Dạ. Thì bây giờ nay cũng 42 tuổi rồi mà thấy không có quen ai hết á, rồi cô sợ chết không ai cưới nó. Rồi xong bắt đầu là cô đăng ký đó. Cô tự đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Cô đăng ký, tự đăng ký đó. Cô mê chương trình này lắm, cô coi suốt đêm luôn. Ngủ không được là cô coi hoài luôn. Đó, bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô cũng lo đầy đủ hết rồi. Dạ. Bây giờ thiếu một cô con dâu nữa thôi. Nếu mà hôm nay á, mà bạn gái hôm đây thì cô thấy cũng được. Nếu mà xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho một cơ hội, cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Đó. Bà chị có bà cũng... chị lo nữa nè ha. Dạ. Ngoài mẹ rồi có chị lo nữa. Cô... chị này lớn hơn Minh Quân có 1 tuổi mà ta làm giám đốc á. À vậy. Yeah. Cô yeah. Nhà cô còn con trai không cô? Nó cho đi học hết. Cô nhà cô còn con trai hết không? Rồi có mình nó thôi mà. Trời giờ nó chưa có đám cưới, cô rầu cũng chết vậy nè. Bây giờ mình nhờ chương trình này á, làm cầu nối á, mà cho nó có gia đình ổn định á. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhảy lên cô bấm luôn. À, đó. Nhà cô này có phòng vé, có gì nếu mà kế toán thì về làm phòng vé nhà cô luôn. Trời ơi ngon lành. Bán vé máy bay cấp 1 á. Thấy chưa? Công ty. Ở đường nào không? Ở quận 9 á, đường Hoàng Hữu Nam rồi con. Đường Hoàng Hữu Nam. Rồi, vậy là ngon rồi. Về làm kế toán luôn, cứ thu tiền vé xe này kia được rồi. Không bấm là cô nhảy lên cô bấm luôn á nha. Nhảy bấm luôn. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào ha. Đúng rồi. Nhưng mà nè, dạ. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? À. Đơn giản lắm. Ừ. Là cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Rồi nói chung là kỹ sạch sẽ đó. Đó, với lại là như vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Em đâu yêu cầu gì đâu. Còn nấu cơm nấu nước rồi này kia. Em bộ đội em nấu được rồi. Em bộ đội em nấu rồi. Giặt quần giặt áo cho con cái được. Trời, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Được. Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không với ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Thích cao thấp mập ốm gì không? Dạ. Em 1m8. Bé đó 1m5 trở lên được rồi. Được. Dạ, con gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ xinh lắm. Dạ rồi. Vậy hả? Vậy ngon quá đã. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Quay qua hả anh? Đi qua. Tiến tới luôn. Ôm mình bông tới. Thật không quá hả? Cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn luôn, hôn cái chóc luôn. Gì vậy? Sao quần gì vậy? Ai biết. Thôi, đây. Thôi luôn đó. Anh, dạ. Anh em bông. Ừ, em đừng cầm dơ lắm. Đấy, anh cầm cho. Bên đây dạ. À, bên đây à. Cảm ơn anh. Thấy đầu tiên gặp là thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, để anh cầm luôn cho. Dạ em tặng, có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Dạ. Mở có gì Quân? Dạ. Dạ ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách là nó có tựa đề. Tại vì cũng chương trình cũng gấp rút á, em cũng chưa có chuẩn bị gì. Nên em thấy cuốn sách này nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Nên rồi, em cũng anh sẽ đọc, dạ. Anh sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, để thấy luôn. Dạ, đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Nói gì vậy? Dạ, em chào anh.
Dạ dạ, nói chung là đến với chương trình em cũng hơi bị hồi hộp á, nên là dạ thì em cũng muốn hỏi anh là ủa anh ở, anh cũng nói anh ở Thủ Đức, vì anh ở nhà anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu lịch Suối Tiên. À, khu lịch Suối Tiên. Mà đi xuống khoảng 2 cây nha. À, vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái đúng rồi, đúng bệnh rồi viện mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Tại trời em làm trong khu công nghệ cao á. Dạ. Ở khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng rồi anh mới đi ngang bên đường đó kế phiên trường nè. Dạ. Anh đi cầu Phú Mỹ đúng không? Đi ngang cầu Phú Mỹ. Dạ, em cũng hồi sáng em cũng đi đường đó, em đi xe máy lại nhỏ em. Dạ. À, rồi. Anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Có chuyện nó là kịch tải gì em nói hết, anh nghe bên đây nghe hết trơn rồi, hỏi gì nữa trời. Biết hỏi gì đâu. Thấy em sao? Dạ. À, dạ. Em thấy anh sao? Dạ. Gì cơ? Dạ. Nói chung là em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau, nếu mà hợp á, thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó, quan trọng là mình hiểu rồi xong mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ. Rồi rồi. Dạ anh thấy em sao anh vậy à? Dạ anh thấy em sao ạ? À? Tại vì anh giống như là có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cái mẫu người anh đăng ký, anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh đó. À, em cũng cái mặt cũng giống luôn kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Anh đâu có thần tượng gì đâu. À, dạ. Nhưng mà ý là thấy người ta có thấy được, đẹp, thấy được xinh đẹp người kia. Mình thích không? Thích rồi. Dạ. Trời ơi, gần nhà anh đưa đón em dễ lắm á. Dạ, thường thường á thì anh đi làm á thì khoảng mấy giờ anh về rồi? Anh làm thứ hai công ty anh làm nhiêu cả 22 ngày tháng á, thứ bảy nhật anh nghỉ. Dạ. Còn mấy ngày kia giờ dắt khoảng cách 9 giờ mới về nhà. À 9 giờ tối ha. À vậy cuối tuần được. Thứ bảy nhật nghỉ. Dạ. Công ty anh không có chạy. Còn nếu mà ở ngoài có ai kêu anh chạy dịch vụ mà anh thấy ngon thì anh chạy, cũng ngon ở nhà. Dạ. Chạy show đúng không? Chạy show, chạy show. Chuyến kiếm được mấy triệu cũng được ha. Không ít lắm, Sài Gòn Vũng Tàu chắc giờ xăng lên chắc tới 2.2 triệu được. Sáng đi chiều về 2.2 triệu được. Trời bao xăng luôn hả? Bao xăng luôn hả? Xăng của mình chạy mà mình bao người ta mà chị. Trời sáng ngày kiếm 2.2 triệu trừ xăng 200 còn lại 2 triệu. Ngon quá. Đâu có dễ ăn đâu anh. Thôi bây giờ mình tính tới đi. Bây giờ nếu như mình lấy nhau á, rồi trễ rồi đó. Dạ dạ. 42 để không kịp á. Lấy mà cho mẹ em vui đúng không? Ủa lấy. Thôi mình lấy cho mình nha. Thì lấy cho em nhưng mà mẹ em cũng vui đây đó. Em hạnh phúc thì mẹ em hạnh phúc gấp 10 luôn. Dạ dạ. Đó. Bây giờ bàn với coi thử coi bây giờ nè. Nếu mà lấy nhau mình xin trai hay gái, ai em thích trai hay gái hỏi coi. Dạ, em thích boy hay girl? Dạ. Em dạ em nghĩ là con cái á, thì trời sinh cho con nào thì mình nuôi đó thôi. Dạ đúng rồi. Anh cũng vậy, đứa nào cũng con mà. Dạ. Ở giờ có làm dâu không? Vậy dạ, em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở căn hộ? Vậy thích ở chung mẹ hay là thích ở dạ, riêng? Dạ em nghĩ là giống như là đa số thì ở riêng cho mình thoải mái hả? Giống như là mình cũng chạy qua chạy lại mà, giống như là có em làm dâu, nói chung làm dâu được mình, giống như là mình, em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng, nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt rồi mẹ chồng đối cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Dạ. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Dạ. Rồi, dạ, vậy ở với mẹ chồng lo hết, con cái có mẹ dạ, chồng ấy bà nội sướng lo. Thấy ngầu luôn sướng. Bây giờ làm dâu sướng còn gấp bao nhiêu lần ngày xưa luôn á. Ở ngoài mới khổ lên ha. Đúng rồi, ở ngoài khổ thêm nữa. Mình phải làm về còn chăm sóc con cái rồi đưa đi học. Ở nhà có bà nội ha là lo hết. Thấy bà nội là lo con dâu lắm rồi đó. Mong lắm rồi đó. Vậy làm dâu cũng được đúng không? Dạ. Làm dâu ở riêng gì cũng được hết anh, nhưng mà chạy qua chạy lại đều được hết. Có một cây số à. Dạ. Từ nhà anh đến căn hộ có một cây số à. À ngay còn hôm nay đó. Nó gần sạch à. Gần sạch đúng không? Dạ. Vậy khỏe rồi. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa.
Ủa còn nữa hả? Còn, còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Vô lấy đi sao còn mẹ này ra. Quà vậy? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Gì? Lý do tại sao nhiều quà? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Hiền đó. Dạ em cảm ơn xinh đẹp. Anh rồi. Còn anh nhà tài xế anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em. À. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chu đáo chưa? Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bất mạch anh biết liền. Nó đập 100+ rồi đó. Lên quá rồi ha. Hả? Dạ. À, muốn lấy vợ liền không? Nhưng mà bạn nói nó 6 tháng đến năm thì cuối năm nay là đủ 6 tháng rồi đó. Bạn nói tùy theo cảm xúc. Dạ. Quan trọng là mình tiến tới người lớn hỗ trợ thế nào, tiến tới liền luôn. Dạ. Ha, biết đâu tình yêu chăm sóc rồi gọi là tận tâm, bạn ấy sẽ chứng minh tình yêu của mình cho bạn ấy biết nha. Dạ dạ dạ. Rồi. Thôi được rồi, về đi, vậy là mình thể hiện đủ. Dạ, dạ. Cái bản lĩnh của người đàn ông rồi đó. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Không bấm má nhảy lên bấm đó nha. Dạ, bấm rồi. Dạ bấm chứ. Dạ, để tay nút bấm đi Quân. Dạ. Bên tay trái kìa. Đó, thích là bấm nha Quân nha. Dạ. Thích là bấm liền luôn, không chờ đợi gì hết. Đây chị cầm quà cho. Em gái suy nghĩ cho kỹ. Nếu như mình cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, đây có phải là nơi để mình cùng vượt qua sóng gió cuộc đời để đến gọi là hạnh phúc, thì chúng ta hãy cho mình cơ hội bấm nút. Quyết định là tùy em đó nha. Còn bên anh là bấm rồi đó. Không bấm má lên bấm. Em không bấm là tôi nhào vô tôi bấm liền. Nào. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Chúc mừng em. Chính thức đó, nắm tay nhau đi, chính thức rồi. Mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Ha. Sao tự nhiên tới lúc này rung, nãy giờ không rung tới lúc này rung là sao? Anh nắm tay em cái à. Rồi. Đó, vậy đó, đang tay vô. 20+ năm rồi chưa nắm tay phụ nữ, mình cảm giác sao Quân? Dạ. 20+ năm rồi chưa nắm tay phụ nữ, giờ mình cảm giác sao? Thôi chưa, lạnh mà em muốn hôn em biết rồi đó. Thích lắm hả anh Quân hả? Dạ. Thích lắm hả? Không phải kiểu như là lâu lắm rồi cái mình không có quen ai á. Giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên, tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống vậy, hiểu không? Nó vậy. Đây thì việc đầu tiên anh phải làm đó là bỏ thuốc. Thì đó em bỏ từ từ mà. Ừ. Chứ bỏ liền lúc dạ. dễ bị chết lắm. Nói với má đi, với chị đi. Dạ. Nói với má. À, hàng cũng có rồi nè, thấy không? Con dâu má nè, thấy không? Đó. xin luôn căn nhà. Cầm video á cô. Rồi mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á. Thì cho con hết ế chứ 40+ tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Chứ còn cứ nói có thằng con trai mà sao không có vợ. Sao kỳ vậy? Nó không biết nữa. Nó... Sớm nói bị đê mới ghê. Cái thằng kia kìa nói bị đê, nói cả chiếc này vô lên chương trình về là mày coi có bị đê không. Vậy mà thẳng vô ống kính nói với cái người đó là bây giờ tôi hết bê đê rồi. Mày chuẩn bị chung mấy chầu nhậu đi nha mày. Mà năn nỉ hoài, nói đăng ký chương trình này nó không chịu. Nó nói chịu là 2-3 năm nay là nó có vợ rồi, nó không chịu. Rồi bây giờ cô đăng ký đại luôn. Dạ. Định mệnh đó cô đó. Hai bạn phải đợi nhau để gặp nhau ở trên sân khấu này vào ngày hôm nay đó cô ạ. Rồi cái chương trình mới là điện cho cô. Dạ. Mới xin số điện thoại này, mới trao đổi này kia nọ thì thấy nhanh lắm. Thấy chừng 10+ ngày cô mừng quá trời. Mấy đêm nay cô mừng có ngủ đâu có được. Trời ơi, cô mừng á, cô không ngủ được luôn. Thấy chưa? Bây giờ là cô đã ghi thiệp hết rồi đó. À. Cô đã làm danh sách hết rồi đó. Vậy đó hả? Cô lo trước lo xa vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi. Mình an tâm. Chứ còn mình già quá rồi, cô gần 70 rồi. Chứ đâu có nhỏ nhen gì đâu, cháu ngoại 26 tuổi đi công an rồi đó. Dạ. Rồi, chúc mừng. Rồi. Thôi bây giờ thì dạ, vậy là cũng chúc, may mắn em lắm rồi. Em muốn hâm mộ lắm á nha. Dạ. Là, em coi cái chương trình gì mà cứ gì rút thăm mà chúng gì Minasol gì. Hát cho ngày mai. Rồi đúng rồi. Được lên chính mình. Dạ đúng rồi.
với lại khoái coi Quyền Linh mà dẫn chương trình mà vì bạn xứng đáng đó. Dạ. Khoái coi lắm. Dạ. Có Quyền Linh là cô coi cô mê lắm. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Hâm mộ lắm. Dạ. À, hy vọng hôm nào đó Quyền Linh Ngọc Lan tới nhà cô chơi ha. Dạ. Dạ. Rồi dạ. Em gái cảm nhận của em thế nào? Dạ em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Tại dạ đúng rồi. Tim đập mạnh rồi ha. Anh y sĩ điều dưỡng cũng sợ gì, có bệnh quản gì đâu. Lo điều trị được hết á, điều trị được. Về nhà vui lắm á, tính này vui lắm á. Chắc không có giận đâu. Nếu mà vợ giận á là mình gọi là cố gắng làm cho vợ vui nha. Thôi em từ đó giờ không có làm ai buồn đâu trời. Phải không? Đấy. Về cứ mỗi lần ba giận lên là nhảy là ba vui rồi. Em nhảy giống lần quăng. Bây giờ em coi trên mạng á, cái buồn buồn cái ở trên xe nghe nhạc biết rồi cái mình cũng muốn á vậy biết một hai cái. Dạ. Dạ. Thôi được rồi. Thôi được rồi em ha. Rồi được rồi anh. Được rồi. Nắm tay vậy được rồi nè. Được không? Được rồi. Không. Rồi em không tay đây. Dạ. Không thấy một chút xíu nào hết trơn. Mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Cố gắng sao hai đứa hỗ trợ cho nhau nha. Chủ động nói chuyện với nhau thật là kỹ để hiểu nhau càng sớm càng tốt nha. Rồi chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ. Em cũng cảm ơn chương trình. Chương trình.